Xin chào các bạn, đây là chiếc Lexus RX 350 mình mới vừa để tu cái động cơ. Các bạn theo dõi thì các bạn cũng biết, thì hiện giờ cái động cơ nằm trong khoang máy rồi, tất cả đã sẵn sàng hết rồi. Mình đã đi lấy hết tất cả dây điện, thay hầu hết tất cả các giắc điện cần thiết. Tất cả những con ốc đều đã siết lực hết, đánh dấu hết rồi, đảm bảo không có xì sọt đường gió cũng như không xì sọt đường nước. Đây là mình đang test cái áp nước đó các bạn, coi có xì sọt hay không á. Test cho kỹ, nhớt thì cũng đã quay máy để bơm lên rồi, để kiểm tra cái bơm nhớt có hoạt động hay không. Hệ thống nhớt này nó ổn định rồi, bây giờ mình nổ máy thôi. Đó là lúc mà động cơ nó đang còn nguội á, nên nó chạy ở vòng tua 1500 lần nha các bạn. Thì nó hơi ồn, để các bạn nghe thử nè, mình cho các bạn coi cận cảnh luôn đó. Xe này nó có đậu bô nữa, còn đây là sản phẩm đậu bô của nó nè, nghe cũng quy lực lắm nha. Bây giờ máy nó nguội rồi, vòng tua còn 8500, mình nghe lại cái tiếng máy coi, coi như thế nào. Đa phần nó chỉ tiếng cò với tiếng kim phun thôi, rất là êm nghe các bạn. Mình sẽ tiến hành kiểm tra tất cả các thông số về xăng, gió, lửa, dòng tua máy, gốc cam này nọ để tiến hành chạy test rua đai nha các bạn. Thì bây giờ là các bạn thấy cái quan trọng nhất trong cái màn hình này là cái gì? Đó là cái tỷ lệ fuel trim short term và long term, và cái thông số về bỏ máy misfire á. Mình phải coi hết mấy cái thông số này để mình đánh giá cái tình huống động cơ mình có bị cái gì không. Thì tất cả thông số đều rất là ok và mình rất là hài lòng với cái thông số này. Chiếc xe động cơ này đã sẵn sàng để chạy rô đai. Cách chạy rô đai mình đơn giản lắm các bạn, chừng 20 km là xong rồi. Mình chạy mình ép máy một tí, thòng ga một tí là xong 20 km.